Trước mắt quý vị đây chính là biển Thủy Tiên, bãi tắm Thủy Tiên thuộc phường 10 thành phố Vũng Tàu. Trời hôm nay rất là đẹp, biển rất là đẹp luôn nhé. Trong xanh mà sóng nó cũng vỗ nhẹ nhẹ. Ở đây mọi người đang đi đánh cá vừa về xong này. Đó. Nếu như mà về vào đây mua vào cái thời điểm người ta vừa đánh cá xong ấy thì hải sản rất là tươi ngon luôn đó quý vị nhé, mà lại giá lại hợp lý. Bởi vì mình mua trực tiếp từ người dân người ta đánh cá lên. Đấy thì giới thiệu quý vị là đây là gọi là bãi tắm Thủy Tiên, bên cạnh đó thì có bãi tắm Long Cung. Đấy thì cái đường này đường là Nguyễn Đình Tứ này. Giới thiệu quý vị một cái lô đất ở ngay gần đây nhá, nó nằm trên cái hẻm của đường Nguyễn Hữu Cảnh, ngay gần dốc cơ giới đi xuống. À xin lỗi, gần cái dốc mà đấy đi xuống từ đường 32 đi vào á. Thì chúng tôi đang có một cái lô đất là 310 mét vuông nhá, với chiều ngang 17 mét. Đấy, nở hậu ra là 18 mét. Đấy, vị trí rất là đẹp bởi vì nó rất gần đường luôn nhá. Cái đấy thì nó có sẵn 100 mét đất ở rồi. À, anh chủ nhà anh chủ đất anh ấy mới lên xong. Nguyên cái tiền lên thổ cư 100 mét vuông thôi, nhưng ở đây người ta đã tính là 14 triệu một mét là ở trong hẻm đấy. Thì giá đang chào bán bây giờ ấy, rất hấp dẫn luôn á, 12 tỷ 250 triệu nhá. Đấy, vị trí là gần biển như thế này. Đấy, hàng ngày quý vị có thể đi ra đây tắm biển cũng như là hít thở không khí rồi thư giãn các thứ thì rất là tuyệt vời. Đấy, mà tôi thấy mức giá đó hiện nay ấy, với 300 mét vuông mà 100 mét đất ở mà gần biển như thế này ấy, là không có ở đâu có cái lô đất giá tốt hơn vậy đâu. À, thời điểm này ở Vũng Tàu này, có thể nói tìm được cái lô đất mà diện tích tới 300 mét vuông rất là hiếm. À, giá thì tính ra là chưa đầy 40 triệu một mét vuông nhé, cực kỳ tốt luôn đấy. À, thì quý vị nào quan tâm đến một cái lô đất như vậy á, thì alo ngay cho chúng tôi nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.